Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Điểm tin nổi bật trong tỉnh tuần từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11. Chương trình có những nội dung chính sau. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 1 tháng 11, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã về làm việc với tỉnh ủy Hà Nam về tổng kết thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại thực hiện nghị quyết, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai. Đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành xong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các đối tượng sử dụng đất theo quy định. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, phó trưởng ban kinh tế trung ương đề nghị tỉnh Hà Nam làm rõ một số nội dung trong kinh nghiệm quản lý đất đai ở địa phương như việc giao đất và cho thuê đất, thu hồi đất, hỗ trợ bồi thường và tái định cư phân cấp quản lý đất đai giữa trung ương và địa phương. Đồng chí Phó trưởng ban kinh tế trung ương đánh giá cao công tác quản lý đất đai của tỉnh, nổi bật là kinh nghiệm giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thu hồi đất và đền bù tái định cư, sáng tạo linh hoạt trong việc tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp, hàng hóa có giá trị kinh tế cao, góp phần quan trọng trong việc sử dụng đất đai để phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng hiệu quả. Chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, trong tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức các phiên họp nhằm thảo luận dự thảo các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thảo luận báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và các tờ trình dự thảo nghị quyết về vấn đề này. Cùng đó cho ý kiến vào tờ trình và dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025 về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 và các tờ trình dự thảo nghị quyết về quyết toán thu chi ngân sách năm 2020, phương án phân bổ ngân sách năm 2022, quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non dân lập tư thục ở các địa bàn có khu công nghiệp, quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh về chế độ nhuận bút thủ lao áp dụng đối với cổng trang thông tin điện tử, bản tin của cơ quan đơn vị trên địa bàn. Quy định khu vực thuộc nội thành thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di rời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn. Vấn đề về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú, công tác quy hoạch xây dựng và sử dụng nghĩa trang nhân dân giai đoạn 2021-2030, về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng năm 2022 tại địa phương, về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập các hội có tính chất đặc thù năm 2022. <laughs> Sáng ngày 2 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị nghe sở kế hoạch và đầu tư báo cáo quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đánh giá, phân tích dự báo hiện trạng phát triển kinh tế xã hội cũng như các yếu tố điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh, báo cáo quy hoạch đã xây dựng các kịch bản, mục tiêu phát triển tầm nhìn đến năm 2050 và lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển xác định các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch, phương án phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh, quy hoạch hệ thống đô thị, khu dân cư, quy hoạch kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Trên cơ sở ý kiến thảo luận góp ý của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trương Quốc Huy yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, cập nhật chính xác số liệu từ các ngành địa phương để bổ sung vào quy hoạch trong quy hoạch phải đánh giá chính xác điểm mạnh điểm yếu cơ hội thách thức sát với thực tiễn để từ đó xác định rõ chiến lược cụ thể cho phát triển của tỉnh và các chiến lược đột phá cho từng vùng từng địa phương Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ cuối năm, sáng ngày 5 tháng 11, Hội đồng nhân dân tỉnh đã chia tổ, phân công các đại biểu về các địa phương tiếp xúc với cử tri một số xã, phường, thị trấn trong tỉnh để báo cáo kết quả hoạt động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, các đề xuất ý kiến của cử tri phản ánh tới kỳ họp. Theo đó, tại các điểm tiếp xúc với cử tri, đại diện đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông báo với cử tri dự kiến về nội dung, thời gian chương trình kỳ họp. Dự kiến danh mục các tờ trình dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp là 20 nghị quyết và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình là 4 nghị quyết, tập trung vào các vấn đề phát triển kinh tế xã hội, những vấn đề mà cử tri quan tâm, nhất là phương hướng nhiệm vụ giải pháp trong năm tới 2022. Đại diện cử tri các địa phương bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh thời gian qua, đồng thời khẳng định mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững. Cử tri cũng bày tỏ sự tin tưởng kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ đưa ra những giải pháp quan trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong năm 2022. Cùng đó, kiến nghị đề xuất với các đại biểu những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc tại địa phương, đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm giải quyết. Tối ngày 4 tháng 11, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch và tặng quà người dân trong khu phong tỏa tại thôn Lê Lợi, xã Phủ Vân, thành phố Phủ Lý. Chỉ trong vòng 3 ngày, kể từ ngày 2 tháng 11 đến 17 giờ ngày 4 tháng 11, khu tái định cư Làng Trài thuộc thôn Lê Lợi, xã Phủ Vân, thành phố Phủ Lý đã ghi nhận 21 ca mắc COVID-19. Do là các ca trong cộng đồng nên việc truy vết khoanh vùng dập dịch cần được khẩn trương thực hiện nhằm khống chế khoanh vùng dập dịch. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu thành phố Phủ Lý, xã Phủ Vân phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung toàn lực thực hiện nhanh việc truy vết xác định các trường hợp F1, F2 để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các hình thức cách ly phù hợp đồng thời tổ chức nắm toàn bộ các hộ trong khu vực phong tỏa để xây dựng các phương án kiểm soát hậu cần, đảm bảo các điều kiện chống dịch. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí Thư tỉnh ủy cùng đoàn đã trao tặng một số nhu yếu phẩm cho người dân trong khu phong tỏa. Sáng ngày 5 tháng 11, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam. Theo quyết định, Đảng Bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam được thành lập là đầu mối tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam với 5 tri bộ trực thuộc, 50 đảng viên. Đảng Bộ được thành lập trên cơ sở hợp nhất tri bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Nam, tri bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hà Nam, tri bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam. chiều ngày 5 tháng 11, huyện ủy Kim Bảng tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với cán bộ, hội viên, đoàn viên trên địa bàn. Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, cán bộ hội viên đoàn viên trên địa bàn đã có 20 ý kiến kiến nghị với cấp ủy chính quyền địa phương. Cụ thể là kiến nghị về vấn đề chưa thu hút được nhiều lực lượng trẻ vào đảng, giải pháp quản lý sử dụng số nhà văn hóa trường mầm non dư ra sau khi sát nhập thôn xóm, chuyển học sinh về điểm trung tâm, kế hoạch và giải pháp để các xã, thị trấn thực hiện đề án phân loại rác thải hiệu quả và bền vững, giải pháp phát triển mô hình trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị hàng hóa, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu nhà trọ cho công nhân, quan tâm nâng kinh phí hoạt động thường xuyên cho các hội đoàn thể, các xã, thị trấn, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho tri hội trưởng, tri hội, tri đoàn thôn, tổ dân phố. Tại hội nghị, lãnh đạo cấp ủy chính quyền huyện Kim Bảng trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể, giao đại diện các ngành giải đáp rõ ràng những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời khẳng định đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với cán bộ, hội viên đoàn viên các tổ chức đoàn thể là cơ hội để nhân dân trực tiếp trao đổi, đóng góp ý kiến cùng với chính quyền tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của người dân với Đảng, chính quyền. Cũng qua đối thoại trực tiếp, cấp ủy chính quyền huyện có thể đánh giá rút kinh nghiệm nâng cao tinh thần trách nhiệm để chỉ đạo giải quyết triệt để kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Chiều ngày 4 tháng 11 tại Ủy ban nhân dân phường Tiên Nội thị xã Duy Tiên, Công an tỉnh Hà Nam, thị ủy Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức trao thưởng cho 25 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá nhanh vụ án cướp tài sản xảy ra tại phường Tiên Nội thị xã Duy Tiên. Trước đó, dạng sáng ngày 31 tháng 10 năm 2021, ba công dân trên địa bàn phường Tiên Nội thị xã Duy Tiên phát hiện hai đối tượng trộm chó đã truy hô, đuổi bắt mặc dù bị đối tượng manh động dùng dao chống trả quyết liệt. Do bị truy đuổi, các đối tượng đã bỏ lại tăng vật và công cụ gây án rồi bỏ chạy, dùng dao uy hiếp cướp xe máy của một người dân đi đường để tẩu thoát. Sau thời gian ngắn tập trung lực lượng điều tra, các lực lượng công an Hà Nam đã làm rõ và bắt giữ hai đối tượng, Ngô Xuân Tấn và Trần Văn Nghĩa, cùng chú ở thôn Mậu Trừ, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, và thu giữ toàn bộ tăng vật cùng phương tiện gây án. Đây là chiến công xuất sắc thể hiện sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng công an trong tỉnh và tinh thần cao tham gia hỗ trợ đấu tranh phòng chống tội phạm của quần chúng nhân dân. Ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác điều tra khám phá vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên đã tặng giấy khen, trao thưởng cho 4 công dân tiêu biểu và 21 tập thể cá nhân trực tiếp tham gia đấu tranh bắt giữ đối tượng sau nhiều tháng gián đoạn vì dịch COVID-19, được sự đồng ý của các cơ quan chức năng, sáng ngày 2 tháng 11, VFF đã tổ chức lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021. Theo lịch thi đấu giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021 sẽ khởi tranh từ ngày 13 đến 25 tháng 11 tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 14 giờ 15 phút ngày 13 tháng 11. Sau lễ khai mạc sẽ diễn ra trận khai mạc giữa câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam và và Thái Nguyên TNT. Giải năm nay có 5 đội thi đấu là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Watabe, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng Sản Việt Nam và Thái Nguyên TNT. Phần thưởng cho đội vô địch là 200 triệu đồng, 100 triệu đồng cho đội đứng thứ hai và 70 triệu đồng cho đội đứng thứ ba. Giải là cơ sở để tuyển chọn cầu thủ cho đội tuyển quốc gia tham dự vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2022 sẽ diễn ra tại Ấn Độ. thưa quý vị và các bạn bản tin điểm các sự kiện nổi bật trong tỉnh tuần này của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo